Thì trong clip này mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong cái chương trình TikTok Rewards và hướng dẫn cho các bạn cách rút tiền, cách kiếm tiền từ cái TikTok Rewards này nha. Ok. Đầu tiên là các bạn phải có một cái tài khoản TikTok nha. Phải nhớ là một tài khoản TikTok mà cái tài khoản đầu tiên các bạn đăng nhập ở trên cái điện thoại của các bạn ấy. Đó, cái tài khoản đầu tiên nha. Cái tài khoản đầu tiên các bạn còn các bạn mỗi một bạn sẽ có một cái tài khoản đầu tiên đăng nhập đăng ký ở trên cái điện thoại của các bạn. Đó. Nếu mà điện thoại của các bạn ấy mà nó ví dụ nha, mình sẽ chia sẻ luôn. Hiện tại mình có rất là nhiều tài khoản TikTok ở trên thiết bị của mình các bạn ạ, mình có rất là nhiều luôn vô vàn các bạn đấy. Thì nó sẽ có một cái hình như sau đây này, các bạn nhìn thấy không, là nó sẽ có hình TikTok gieo quát này đấy. À, để mình lướt sang cái bài khác thôi dễ. Các bạn có thể nhìn thấy cái chữ TikTok gieo quát này không đó? Nếu các bạn là tài nếu các bạn mà có nhiều thiết bị ở đây, các bạn hãy nhớ này, họ có nói này, hoạt động thử xong có sẵn để tiếp tục tham gia vào hoạt động thử, hãy chuyển sang tài khoản ban đầu mà bạn đã dùng cái thiết bị này đó. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái tài khoản ban đầu mà mình đã đăng nhập ở trên cái thiết bị này nhá. Hiện tại cái tài khoản này cũng là một cái tài khoản là TikTok shop của mình, cũng là một tài khoản là kiếm tiền bằng cái TikTok reward gì đó. Các bạn ấn vào đây là nó sẽ có hình P này đó. Ở đây thì các bạn có thể, mình sẽ chia sẻ luôn, nếu bạn nào chưa có cái tài khoản TikTok nha thì ấn ngay vào đường link ở dưới phần bình luận, dưới phần mô tả của video, ấn ngay vào luôn, tải ngay TikTok, đăng ký ngay tài khoản TikTok mới cho mình nha. Nha, chưa có tài khoản đăng ký ngay nha. Xem video hàng ngày các bạn sẽ nhận được số điểm này, 1.000 điểm, 1.500 điểm, 2.500 điểm, 3.500 điểm đó. Thì hôm nay mình đã xem đến cái mức là 3.500 điểm này, bây giờ mình chỉ việc ấn nhận thôi nha. Bây giờ mình đang có là 1.100.000 điểm nha. Đấy. Thì tương đương với là 113.550 đồng đúng không? Bây giờ mình ấn nhận này. Bây giờ mình kích nhận nha, mình kích chứng nhận nha. Ok. Xem video thôi. Đấy, đó. Đó lên luôn này, đó lên số điểm này, đó các bạn nha. Đó. Thì mỗi một ngày các bạn làm nhiệm vụ như thế, các bạn xem video, có một phần mà rất là kiếm được rất là nhiều tiền. Mình nói thật với các bạn nào chưa có tài khoản TikTok ấy, trong các bạn chưa có tài khoản TikTok ấy. Nếu bạn nào chưa có tài khoản TikTok, nếu bạn nào mà chưa đăng nhập tài khoản TikTok trên thiết bị mới ấy, thì các bạn sẽ có thể kiếm được rất là nhiều tiền, thậm chí là vài trăm nghìn luôn. Thì các bạn hãy xem hết từ đoạn này trở đi nha, đoạn này rất là uy tín này. Thế bạn kéo dưới này, khi mà các bạn đánh vào đường link ở dưới phần mô tả của video, bạn đăng ký đăng nhập tải app TikTok qua đường link giới thiệu của mình, thì các bạn sẽ được này, ví dụ như bạn đã là một người tài khoản người dùng mới này đó. Thì bạn này ví dụ nha, bạn chỉ cần xem video TikTok trong vòng 3 ngày, mỗi một ngày đạt cái số điểm này, 3 ngày mỗi một ngày đạt cái điểm này đó. Thì nha, mình và bạn đấy sẽ nhận được là 100.000 Việt Nam đồng. Nếu bạn này mà tiếp tục xem trong vòng 6 đến 10 ngày thì các bạn có thể thấy này, hai người đều có phần thưởng khác giống nhau nha. Đây, xem chi tiết nha, đây các bạn xem chi tiết này. Đấy, thì là 3 ngày là mình sẽ nhận được 100.000 này, thì bạn đấy cũng sẽ nhận được 100.000. 6 ngày thì bạn đấy cũng sẽ nhận được là 200.000, mình cũng sẽ nhận được 200.000 đó, bạn thấy không? Đó. Và cái đoạn cuối này 200, bây giờ mình tính nhá. 400 cộng 200 sẽ là 600, 600 cộng 100 là 750. 750 trên một tài khoản mới nha các bạn nha. Cái số tiền này rất nhiều bạn hỏi mình là có rút được tiền về tài khoản ngân hàng không? Có nha. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền nha. Rút lận 100.000 luôn nha. Ok. Đấy, thì các bạn phải thấy này, bước 1 này, bạn bè phải đăng nhập vào tài khoản TikTok của cái đường link giới thiệu của mình dưới phần mô tả của video nha. Và mình sẽ nhận được là 50.000 đồng uy tín luôn nha. Cái này là uy tín luôn này, cái này thì mình có chia sẻ trong clip trước rồi, mình có tặng thẻ cào rồi, mình đã nói rồi là trong cái clip trước ấy, nếu mà clip đó mà đạt được 1.000 lượt xem thì mình sẽ tặng thẻ cào trong video này. Nhưng mà cái video đó nó chưa đạt được 1.000 lượt xem nên là mình cũng chưa tặng ở trong cái video này, tại vì mình muốn là cái video đó nó phải đạt được 1.000 lượt xem. Thì hiện tại là cái video đó là mình check lại xem, hiện tại cái video đó là đạt được là 151 được xem, chưa được 1.000 các bạn nhé. Đó, thì các bạn thấy họ xem video bước thứ hai là họ xem video trong 30 phút một ngày, các bạn sẽ nhận được là 750.000 đồng đó. Nói chung là một tháng ấy, có nghĩa là không phải một tháng mà là khi mà mỗi một ngày các bạn chỉ cần bạn ấy xem trong vòng 10 ngày thôi là có thể kiếm được tiền rồi các bạn nhé. Uy tín 100% luôn, các bạn cứ chơi đi. Bạn nào chưa có tài khoản TikTok nhanh tay đăng ký tài khoản qua đường link giới thiệu của mình nha. Mình xin nói bạn ở đây là một cái kiếm tiền cực kỳ ngon luôn, ngon cực kỳ luôn nha. Đấy, chỉ cần đến mấy tầm khoảng chục bạn thôi là các bạn đã có 8 triệu rồi đúng không, 7.500.000 rồi đúng không, 10 bạn mỗi một bạn 750 thì chỉ cần chục bạn thôi là bạn đã có 7.500.000 rồi đấy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này cái cách để các bạn lấy đường link giới thiệu của bạn nha. Bạn ấn cho mình vào chữ bắt đầu này đấy. Thì ở đây nha, nó sẽ có hình thức ảnh nhận 100k này đấy. Cái này thì các bạn bấm tiếp tục đi. Đó, đây nó sẽ có cái chia sẻ này. VK này, Messenger, Zalo, các kiểu con là điều này đó, bạn thấy không? Đấy, thấy không?
rất là nhiều phần thưởng này bạn nè, phải không? Có rất là nhiều kiểu để mình để kiếm được tiền nhá, kiếm được tiền nhá, kiếm rất là nhiều tiền luôn. Hoặc các bạn có thể ấn dưới chữ mời này, chữ mời màu vàng vàng này này, đó thôi. Chúng mình chữ mời vào bảng này, nào nó sẽ có cái phần để cho các bạn sao chép link đó đấy, đấy bạn lấy cái link mời này vào đấy nha, là các bạn kiếm được tiền thôi. Đó. Còn rút tiền đây thì bây giờ mình sẽ đi rút tiền về Zalo Pay, tại vì rút tiền về Zalo Pay nha. Bây giờ mình ấn vào Zalo này, sau các bạn chọn cho mình hình vuông nhá, hình khám phá này nó sẽ có cái chữ Zalo Pay, bạn ấn vào đây, Zalo Pay, đó. Rồi các bạn chờ một tí nhá để nó đăng nhập lên, nó đăng nhập đấy nha. Đấy. Thì hiện tại cái Zalo Pay của mình đang còn là bao nhiêu tiền đây nhỉ? Để mình xem nào. Hiện tại cái Zalo Pay của mình đang còn là 71.000 các bạn ạ. 71.000. Đó. Thì bây giờ mình sẽ rút tiền từ cái cái TikTok này, cái phần mà mình vừa chia sẻ các bạn đây. Nếu bạn đã chưa có tài khoản TikTok thì nhanh tay luôn, làm luôn các bạn nhá. Uy tín luôn. Cái này TikTok thì khỏi phải bàn luôn, độ thanh toán của họ rất là nhanh luôn, chỉ cần vài giây thôi là đã về rồi. Bây giờ mình sẽ vào lại TikTok nha. Sẽ chia sẻ cho bạn luôn. Rồi, bạn này ấn vào đây nhá, ấn vào cái hình này nhá, ấn vào cái hình tròn màu vàng này nhá. Rồi, đó, bạn nào cũng có phần này, có thậm chí là có những bạn rút tiền triệu từ cái chương trình này rồi. Mình thì mình mới tìm hiểu mà. Đấy. Bây giờ bạn nào mới rút tiền thì ấn vào rút tiền này, ấn rút tiền nhá. Đấy, mình sẽ rút 1 triệu điểm luôn. Rút 1 triệu điểm tương đương với 100.000 đồng các bạn ạ. Đây, đây phần ở đây là đổi phần thưởng này. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây nó sẽ có hai hình thức này. Một là Zalo Pay này, hai là chuyển khoản ngân hàng. Chuyển khoản ngân hàng thì nó về lâu đó. Mình thích chuyển về Zalo Pay thì mình tập vào xong nha. Ok. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái lịch sử đổi điểm của mình nào. Đây. Lịch sử đổi điểm của mình nào. Đấy. 100.000 điểm sẽ tương đương với 10.000 đồng các bạn nha. Đấy, bây giờ mình sẽ rút hạn một phát là 100.000 luôn. Cho nó nhanh các bạn nha, 100.000 đồng. Mình, các bạn có thể chọn hình thức Zalo Pay, các bạn liên kết với Zalo Pay các bạn vào đây nha. Bạn ấn vào Zalo Pay này. Đó, Zalo Pay. Đấy. Cho các bạn liên kết Zalo Pay đây, nó có hai hình thức này, thêm phương thức rút tiền mới này. Các bạn chọn cho mình ở đây. Đây nó thêm phương thức Zalo Pay vào đây nha. Ok, đó. Nhớ liên kết tài khoản Zalo Pay vào rút sẽ nhanh hơn. Rồi mình ấn chữ rút tiền á. Rút đây. Đó. À bây giờ đang bạn đã xác nhận là xong này. Bây giờ bạn đã xác nhận chữ đỏ đỏ dưới đã xong rồi, nó đang chuyển này. Đấy, số tiền rút này. Đấy. 1 triệu nhá, 1 triệu điểm nhá. Đấy. Đang tiến hành rút để bạn sẽ nhận được tiền tối đa trong 1 ngày làm việc nhá. Ok, trong 1 ngày làm việc thôi. Hiện tại thì mình đang còn là số dư của mình là 13.000. 13.000 là bao nhiêu đây? 13.650 điểm sẽ tương đương với 13.000 163 136.500 điểm sẽ tương đương với là 13.650 đồng nha các bạn nha. Đó, uy tín luôn nha. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái Zalo Pay của mình này. Mình sẽ thoát Zalo Pay ra, mình sẽ vào lại Zalo Pay nha. Xong mình sẽ cho các bạn xem. Nó về nhanh lắm. Đâu rồi nhỉ? Đâu rồi, ứng dụng Zalo Pay mình đâu rồi? Nó phải vào Zalo nó mới xuất hiện này. Đấy, rồi vào Zalo Pay này. Bạn này, thấy không? Nhìn nha. Tiền lên rất là nhanh luôn. Chưa đến 1 phút được tiền về rồi, bạn thấy không? Đó, tiền lên 171.000 này. Thấy không? Đó, kiếm tiền thì